Chào mừng các em đến với kênh thầy Lim. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi sách bài tập lịch sử lớp 6, trang 18 đến trang 21 của bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 6: Sự chuyển biến và phân hóa của xã hội nguyên thủy. A. Trắc nghiệm số 1 nhỏ. Hãy xác định phương án đúng. 1.1. Con người đã phát hiện và dùng kim loại để chế tạo công cụ vào khoảng thời gian nào? A. Thiên niên kỷ 2 trước công nguyên. B. Thiên niên kỷ 3 trước công nguyên. C. Thiên niên kỷ 4 trước công nguyên. D. Thiên niên kỷ 5 trước công nguyên. Như vậy, con người đã phát hiện và dùng kim loại để chế tạo ra công cụ vào khoảng thời gian là thiên niên kỷ 4 trước công nguyên. Như vậy, câu 1.1 em sẽ chọn là C. Rồi tiếp theo 2, kim loại đầu tiên mà người Tây Á và Ai Cập phát hiện ra là A. Đồng thau, B. Đồng đỏ, C. Sắt và D. là nhôm. Như vậy kim loại đầu tiên mà người Tây Á và Ai Cập phát hiện ra là đồng đỏ. Như vậy câu 1.2 các em sẽ chọn là B. Tiếp theo câu 4, cô xin lỗi câu 3. Cư dân ở Bắc Bộ Việt Nam biết tới đồ đồng từ khi nào? A. 2.000 năm trước. B. 3.000 năm trước. 4. C. 4.000 năm trước. D. và 1.000 năm trước. Như vậy, cư dân Bắc Bộ Việt Nam biết tới đồ đồng từ 4.000 năm trước. Như vậy, 3, các em sẽ chọn là câu D, C. Rồi, tiếp theo, 1.4. Quá trình tan rã của xã hội nguyên thủy ở Bắc Bộ Việt Nam đã trải qua các nền văn hóa khảo cổ nào? A. Phụng Nguyên, Đồng Nai, Sa Huỳnh. B. Phụng Nguyên, Đồng Đậu, Gò Muôn. C. Sa Huỳnh, Đồng Đậu, Gò Muôn. D. Phụng Nguyên, Sa Huỳnh, Gò Muôn. Như vậy, quá trình tan rã của xã hội nguyên thủy ở Bắc Bộ Việt Nam đã trải qua các nền văn hóa khảo cổ đó là Phụng Nguyên, Đồng Đậu, Gò Muôn. Như vậy, 1.4 các em sẽ chọn là B. Rồi tiếp theo 2, hãy xác định cách ý trả lời sau đây đúng hay sai. 2.1, việc sử dụng công cụ bằng kim loại đã có tác dụng như thế nào? A. Giúp con người khai phá đất hoang, mở rộng diện tích trồng trọt. Thì các em thấy câu A này là đúng hay là sai? Câu A này là đúng. Bởi vì công cụ lao động bằng kim loại đã giúp con người khai phá đất hoang, mở rộng diện tích trồng trọt. Rồi tiếp theo B, giúp thúc đẩy năng suất lao động tạo ra sản phẩm ngày càng nhiều cho xã hội. Như vậy câu này là đúng. C, làm xuất hiện của cải dư thừa dẫn đến sự phân hóa giàu nghèo trong xã hội. Như vậy cái việc sử dụng công cụ kim loại cũng làm xuất hiện của cải dư thừa dẫn tới sự phân hóa giàu nghèo trong xã hội. Như vậy thì câu này là đúng. Rồi tiếp theo câu D, dẫn tới sự tan rã của bầy người nguyên thủy và thành công xã và hình thành cái công xã thị tộc. Như vậy cái câu D này là sai. Rồi E, dẫn tới sự tan rã của xã hội nguyên thủy và hình thành xã hội có giai cấp. Thì câu E này là đúng, bởi vì khi mà cái công cụ làm bằng kim loại, sử dụng cái công cụ bằng kim loại nó đã tạo ra cái sản phẩm dư thừa nên dẫn tới cái sự tan rã của xã hội và nó dần hình thành cái xã hội có giai cấp. Như vậy thì ở đây các câu trả lời đúng đó là A, B, C và E, và câu D là câu trả lời sai. Rồi tiếp theo 2.2. Việc sử dụng công cụ bằng kim loại đã giúp cho người nguyên thủy ở Việt Nam A. Mở rộng địa bàn cư trú, rời khỏi vùng trung du, chuyển xuống các vùng đồng bằng ven sông. B. Biết dùng cày,
có lưỡi bằng đồng để cày ruộng, dùng lưỡi hái để gặt. C. Biết sống định cư lâu dài ở ven các con sông lớn, tạo thành những khu vực tập trung dân cư, chuẩn bị cho sự ra đời của các quốc gia sơ kỳ đầu tiên. D. Hợp sức để đánh quân Tần xâm lược, lập ra nhà nước Âu Lạc. Như vậy các em thấy ở đây cái việc sử dụng công cụ bằng kim loại lại giúp người nguyên thủy ở Việt Nam, thứ nhất đó là mở rộng địa bàn cư trú rời khỏi vùng Trung Du, chuyển xuống các vùng đồng bằng ven sông. Rồi tiếp theo nữa là biết dùng cày có lưỡi đồng để mà cày ruộng, dùng lưỡi hái để mà gặt. Rồi sẽ giúp người nguyên thủy nữa là sống định cư lâu dài ở các vùng ven các con sông lớn, tạo thành những cái khu vực tập trung dân cư, chuẩn bị cho sự ra đời của quốc gia sơ kỳ đầu tiên. Còn về cái sử dụng công cụ kim loại giúp cho người nguyên thủy ở Việt Nam hợp sức đánh quân Tần xâm lược lập ra nhà nước Âu Lạc là sai. Như vậy thì ở đây câu trả lời đúng đó là câu A, B, C và câu trả lời sai đó là D. Rồi tiếp theo 3, hãy ghép nội dung cột bên trái với cột bên phải sao cho phù hợp. 1. Văn hóa vùng nguyên, 2. Văn hóa đồng đầu, 3. Văn hóa ngọn môn, 4. Văn hóa sa huỳnh. Ở cột B thì có là A. Niên đại khoảng 1.000 năm trước công nguyên, phân bố ở khu vực Nam Bộ, hiện vật tìm thấy gồm rìu, sáo, lao có ngạnh, mũi lao, lưỡi câu bằng đồng. B. Có niên đại khoảng 2.000 năm trước công nguyên, phân bố ở vùng Bắc Bộ, hiện vật tìm thấy chủ yếu là mẫu sỉ đồng, mảnh vòng, đoạn dây chì. C. Có niên đại khoảng 1.500 năm trước công nguyên, phân bố ở Bắc Bộ, hiện vật tìm thấy là bằng đồng khá phổ biến, gồm đục, dùi, cán dao, mũi tên, lưỡi câu. D. Có niên đại khoảng 1.000 năm trước công nguyên, phân bố ở Bắc Bộ, hiện vật đồng chiếm hơn 50% hiện vật tìm được gồm vũ khí, mũi tên, dao, giáo, lưỡi câu, diều, dùi, rìu, đục. E. Có niên đại khoảng 1.500 năm trước công nguyên, phân bố ở khu vực Trung Bộ, hiện vật tìm thấy chủ yếu gồm đục, lao, mũi tên, lưỡi câu, bằng đồng. Như vậy các em sẽ nói ở cột bên trái với cột bên phải sao cho cái ý nó phù hợp với nhau. Thì ở đây câu 1, văn hóa Phùng Nguyên. Thì văn hóa Phùng Nguyên thì có niên đại khoảng bao lâu? Thì văn hóa Phùng Nguyên có niên đại là khoảng 2.000 năm trước công nguyên. Rồi phân bố thì chủ yếu là ở vùng Bắc Bộ. Và cái hiện vật tìm thấy chủ yếu là mẫu sỉ đồng, mảnh vòng, vân vân. Như vậy thì câu số 1 này các em sẽ nói với là B. Rồi tiếp theo số 2 là văn hóa đồng đầu. Thì văn hóa đồng đầu thì có niên đại là khoảng 1.500 năm trước công nguyên, phân bố là ở Bắc Bộ. Hiện vật tìm thấy thì đó là phổ biến nhất đó là đùi, dùi, đục, cán dao, mũi tên, vân vân. Như vậy câu 2 các em sẽ nói với là C. Rồi tiếp theo là văn hóa Gò Môn. Văn hóa Gò Môn thì có niên đại là khoảng 1.000 năm trước công nguyên, phân bố ở Bắc Bộ. Thì hiện vật tìm được đó là vũ khí là mũi tên, dao, lưỡi câu, dùi, rìu, đục. Hiện vật đồng thì chiếm hơn 50% hiện vật tìm được. Như vậy câu số 3 văn hóa Gò Môn thì sẽ nói với là D. Rồi tiếp theo 4 văn hóa Sa Huỳnh. Thì văn hóa Sa Huỳnh nó có niên đại là khoảng 1.500 năm trước công nguyên, phân bố là khu vực Trung Bộ. Hiện vật tìm thấy thì chủ yếu là mũi tên, lưỡi câu, bằng đồng. Như vậy 4 các em sẽ nói với là E. Rồi tiếp theo 5 văn hóa Đồng Nai. Văn hóa Đồng Nai thì là có niên đại là khoảng 1.000 năm trước công nguyên, phân bố ở khu vực Nam Bộ. Hiện vật tìm thấy gồm rìu, sáo, lao, có ngạnh, mũi lao, lưỡi câu, bằng đồng. Như vậy câu 3 này các em sẽ nói như sau. 1. Nói với B. 2. Nói với C. 3. Nói với D. 4. Nói với E. Và 5. Nói với A.
Rồi tiếp theo cô muốn hãy điền từ cụm từ thích hợp vào chỗ trống trong các câu sau. Khoảng trước công nguyên, có người đã phát hiện ra kim loại và dùng kim loại để chế tạo công cụ. Như vậy, ô trống số 1 này các em sẽ điền là khoảng 4.000 năm trước công nguyên, con người đã phát hiện ra kim loại và dùng kim loại để chế tạo công cụ. Rồi tiếp theo, nhờ có công cụ bằng kim loại, người ta làm ra không chỉ đủ ăn mà còn có của cải dư thừa thường xuyên. Như vậy chỗ trống số 2 này các em sẽ điền là của cải, còn có của dư thừa, của cải đó, tức là còn có của cải dư thừa thường xuyên. Rồi một số người lợi dụng chức phận để mà chiếm đoạt của dư thừa, tức là chiếm đoạt, những người mà có chức phận cao thì thường là chiếm đoạt cái của dư thừa này. Rồi xã hội nguyên thủy dần tan rã, nhường chỗ cho xã hội có giai cấp xuất hiện. Đó, như vậy thì các em theo trình tự là các em sẽ điền như sau: số 1 là 4.000 năm, số 2 là dư thừa thường xuyên, số 3 là chiếm đoạt và số 4 là giai cấp. Rồi tiếp theo bài lớn tự luận. 1. Quan sát hình 4 trang 26 sách giáo khoa. Em hãy cho biết có những loại hình công cụ vũ khí nào được tìm thấy thuộc văn hóa Gò Môn. Những loại hình công cụ đó gợi cho em biết điều gì về đời sống kinh tế của người Nguyên Thủy. Thì các em sẽ quan sát hình 4 trang 26 sách giáo khoa. Chúng ta sẽ trả lời như sau. Thì có những loại hình công cụ vũ khí được tìm thấy thuộc văn hóa Gò Môn là cày gỗ, lưỡi đồng, tên, vân vân. Việc sử dụng các công cụ bằng kim loại thì đã giúp cho con người Nguyên Thủy, cho người Nguyên Thủy mở rộng địa bàn cư trú. Cuộc sống của người Nguyên Thủy ngày càng ổn định, dần dần đã hình thành những cái khu vực dân cư đông đúc là cơ sở cho sự xuất hiện của các quốc gia cổ đại đầu tiên trên đất Việt Nam. Rồi tiếp theo câu 2, việc phát minh ra kim loại có ý nghĩa như thế nào đối với đời sống kinh tế và xã hội của người Nguyên Thủy? Thì việc phát minh ra kim loại có ý nghĩa đối với đời sống kinh tế và xã hội Nguyên Thủy của người Nguyên Thủy là đẩy mạnh sản xuất, nhiều ngành sản xuất mới được ra đời, nông nghiệp dùng cày và chăn nuôi, nghề luyện kim và chế tạo đồ đồng cùng với các nghề dệt vải, làm đồ gốm, trao đổi buôn bán cũng phát triển. Sản xuất phát triển tạo ra của cải ngày càng nhiều, con người không chỉ đủ ăn mà còn tạo ra sản phẩm dư thừa thường xuyên. Một bộ phận người chiếm hữu của dư thừa làm của riêng, ngày càng giàu lên, xã hội bắt đầu có sự phân hóa giàu nghèo. Chế độ công xã thị tộc bị rạn vỡ, xã hội Nguyên Thủy dần tan rã, loài người đứng trước ngưỡng cửa của xã hội có giai cấp và nhà nước. Tiếp theo câu 3. Vì sao việc phát hiện và sử dụng các công cụ bằng kim loại lại dẫn tới sự hình thành các gia đình phụ hệ? Các gia đình phụ hệ có ý nghĩa như thế nào đối với sự tan rã của xã hội Nguyên Thủy? Thì ở đây, cái công cụ bằng kim loại đã dẫn tới sự phát triển của nông nghiệp. Thì công việc mà làm nông nghiệp nặng nhọc nên đàn ông là phải đảm nhiệm. Dần dần thì cái vai trò của họ ngày càng quan trọng, họ có quyền quyết định trong gia đình, con cái thì lấy theo họ cha, dẫn tới sự hình thành các gia đình phụ hệ. Các gia đình này thì có xu hướng là tách khỏi các công xã thị tộc, đến những nơi ở mới thuận lợi hơn để làm ăn, là cơ sở dẫn đến sự tan rã của xã hội Nguyên Thủy. Tiếp theo câu 4, việc định cư lâu dài và hình thành các khu dân cư tập trung quen các con sông lớn có những cái điều kiện thuận lợi gì đối với sự hình thành các quốc gia sơ kỳ trên đất nước Việt Nam? Thì điều kiện thuận lợi như là đất đai rất màu mỡ, dễ canh tác, nguồn nước tưới tiêu đầy đủ, vân vân. Nhu cầu trị thủy cũng là điều kiện để dẫn tới sự hình thành các quốc gia sơ kỳ, dẫn đến nông nghiệp phát triển, của cải dư thừa ngày càng thường xuyên.
Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi sách bài tập lịch sử lớp 6 của bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Thì sau khi xem xong các em thấy dễ hiểu thì hãy nhấn nút thích và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh Thị Liêm để được xem những video tiếp theo nhé. Cô chúc các em học tốt và cô chào tạm biệt các em.